Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin tức, và sau đây là tin bạn đề nghị bị cấm xuất cảnh Thu Minh Khuê, lịch công tác dày đặc của ông xã tại trời Tây. Tìm kiếm thông tin về ông Otto và Gober Home chủ yếu thấy gắn với những lần chịu chơi và chịu chi dành cho ca sĩ Thu Minh hơn là vai trò doanh nhân lớn. Năm 2012, ca sĩ Thu Minh kết hôn với doanh nhân quốc tịch Hà Lan. Người được cô cho biết là ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh, Việt Nam thứ tiếng, Anh, Pháp, Đức, Tiệp Khắc và Hà Lan. Chịu chi và chịu chơi, doanh nhân sinh năm 1957 này hoạt động trong lĩnh vực đồ nội thất và dịch vụ bất động sản tại các thị trường như Anh, Iceland, Cộng hòa Séc và Việt Nam với nhiều công ty mang tên khác nhau. Ông hiện là giám đốc công ty Gober Home có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Trước đó, tháng 1 năm 2016, công ty của ông tại Anh bị đóng cửa sau 15 năm hoạt động. Tuy nhiên, tìm kiếm thông tin về vị doanh nhân này thì Gober Home mà ông làm giám đốc không dễ dàng. Các thông tin có được chủ yếu bằng tiếng Việt gắn với những lần chịu chơi và chịu chi dành cho ca sĩ Thu Minh hơn là hoạt động của ông Otto với vai trò một doanh nhân tại một công ty đa quốc gia. Vợ chồng ca sĩ Thu Minh thu hút sự chú ý của dư luận với những món quà đắt tiền mà vị doanh nhân mua để chiều lòng người đẹp. Những đính hôn gắn kim cương trị giá 300.000 USD, đồng hồ 65.000 USD, nhẫn cưới hơn 6 tỷ đồng trước lễ cưới, xe hơi Mercedes S500 với nội thất làm theo yêu cầu trị giá là 7 tỷ đồng. Năm 2013, vị doanh nhân này còn chi tiền tỷ để Thu Minh làm live show kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát. Hồ sơ Gober Home, các thông tin về Gober Home và hoạt động của ông Otto với tư cách lãnh đạo doanh nghiệp này khá khiêm tốn, chủ yếu trên website của công ty ở các chi nhánh khác nhau. Hiện công ty có trụ sở chính ở Cộng hòa Séc, văn phòng đại diện tại Mỹ, Iceland và Việt Nam. Ra đời năm 2006, Gober Home hiện tự nhận là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Việt Nam về đồ gỗ nội thất trong nhà với những sản phẩm thủ công, xuất tại cơ sở Việt Nam với chất lượng và giá cả cạnh tranh. Website của công ty cho biết, đơn vị này có một đội ngũ gồm 60 chuyên gia chuyên kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn và mẫu thiết kế. Họ kết hợp với những người thợ thủ công tốt nhất trong ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt Nam để làm nên thành công. Gober Home khẳng định, công ty là một nhà sản xuất thiết kế gốc ODM, một loại doanh nghiệp thiết kế và sản xuất ra một sản phẩm với những yêu cầu cụ thể của hãng khác, rồi gắn nhãn hiệu của hãng khác đó mà tiêu thụ. ODM khác với nhà sản xuất gia công ở chỗ, ODM tự thiết kế và thường đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế của mình. Số lượng doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh này càng ngày càng tăng. Một ODM có thể cung ứng sản phẩm cho nhiều hãng sở hữu nhãn hiệu khác nhau. Một hãng sở hữu nhãn hiệu cũng có thể đặt hàng từ nhiều ODM khác nhau. Các sản phẩm của công ty được lưu trữ tại showroom ở Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty cũng có những người quản lý bán buôn, người phối hợp bán hàng và hậu cần từ kho tọa lạc tại Ireland và miền Nam nước Anh. Khách hàng của Gober Home có thể lựa chọn sản phẩm từ hơn 20 bộ sưu tập hoàn chỉnh của công ty tại kho rộng 32.000 m2 tại thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất. Hai kho hàng ở Ireland và Anh có kích thước là 15.000 m2. Cũng theo website của công ty, các đơn hàng có thể được lập thông qua hệ thống trực tuyến và sẽ được xác nhận đơn hàng chỉ trong vòng 60 giây. Việc giao hàng sẽ được tiến hành trong vòng 7 ngày làm việc, đơn vị này cam kết. Gober Home cũng giới thiệu về cơ hội sở hữu bộ sưu tập đặc quyền đối với khách hàng bằng việc cho phép thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của khách. Có trụ sở tại Việt Nam, các nhà thiết kế của Gober Home tiếp xúc hàng ngày với các đồng nghiệp tại những lĩnh vực khác nhau của quá trình sản xuất và nói chuyện trực tiếp với các nhà bán lẻ lớn trong dịch vụ thiết kế riêng biệt. Thị trường chủ yếu của Gober Home là châu Âu, Australia và New Zealand. Năm 2013, công ty này bắt đầu mở rộng thị trường tại Mỹ. Hiện công ty đã làm việc với 15 nhà máy ở Việt Nam để cung cấp nội thất phòng ngủ. Giá trị sản phẩm mà công ty vận chuyển là 50 triệu USD mỗi ngày. Tại Việt Nam, công ty hoạt động trong một văn phòng 22 người tại thành phố Hồ Chí Minh và tuyển dụng thêm 25 chuyên gia kiểm soát chất lượng. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Hưng đã chính thức gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp gỗ đã lên tiếng về việc không thanh toán nợ cũng như cách làm của doanh nhân Otto. Đến nay, vợ chồng ca sĩ Thu Minh chưa chính thức thông tin về những cáo buộc nói trên. Tiếp theo, mà đề nghị bị cấm xuất cảnh Thu Minh khoe lịch công tác dày đặc của ông xã tại trời Tây. Nếu như lần trước Thu Minh bình tĩnh tự tin xuất hiện trước ống kính trả lời truyền thông sau khi thông tin tố cáo sóng ảo lừa đảo phải trốn chui trốn lụi được hé lộ, thì lần này nữ ca sĩ lại đàng hoàng chia sẻ khoảnh khắc tiễn ông xã tại sân bay chuẩn bị xuất ngoại đi giải quyết lịch công việc dày đặc tại trời Tây. Hình ảnh chia sẻ đúng thời điểm này của Thu Minh khiến cho nhiều người cho rằng đây như một cách công khai đáp lại thông tin doanh nghiệp đã tính tới phương án nhờ cơ quan chức năng tạm thời không cho ông xã của cô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam cho đến khi giải quyết xong các tranh chấp hợp đồng. Đính kèm hình ảnh của hai vợ chồng tại sân bay, Thu Minh tâm sự nói lên nỗi lòng của người vợ khi chứng kiến chồng vất vả với công việc.
Có bố đi công tác với lịch trình dày đặc, thứ sáu London, thứ bảy Hà Lan, chủ nhật Cộng hòa Séc, thứ hai Đức, buổi tối là London, thứ ba là London tới Đan Mạch, thứ tư là London tới Séc. Sáng thứ năm bắt đầu quay trở lại Việt Nam và tới nơi là thứ sáu. Thương cậu bố luôn, cố gắng đi công việc rồi về nhà nhanh nhất có thể cùng hai mẹ con. Yêu anh rất nhiều. Nổi tiếng là cặp vợ chồng giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhiều công ty trên khắp thế giới. Thế nhưng vừa qua, Thu Minh khiến cho công chúng ngỡ ngàng khi bị tố cáo sống ảo, lừa đảo tiền của doanh nghiệp Việt Nam và phải trốn chui trốn lụi. Tuy nhiên, khác với những gì người tố cáo đưa ra, Thu Minh lại bình tĩnh xuất hiện trước công chúng cùng lời khẳng định chắc nịch, nhờ tới cơ quan công an vào cuộc và hẹn gặp người vạch tội mình tại tòa. Sự việc tưởng chừng như lắng xuống cho tới hôm ngày 6 tháng 8, sau khi Thu Minh công khai danh tính người tố cáo mình, thì trên trang cá nhân của chàng trai này lại tiếp tục tung clip đưa ra bằng chứng giấy tờ chứng minh việc mình công khai về vợ chồng nữ ca sĩ là có cơ sở. Hôm qua ngày 10 tháng 8, bê bối tài chính của vợ chồng Thu Minh lại tiếp tục thành tâm điểm của dư luận khi thêm nhiều doanh nghiệp khác trình đơn tố cáo về vấn đề này. Đỉnh điểm của sự việc, một doanh nghiệp cho hay lo ngại ông Otto xuất cảnh khỏi Việt Nam nên đã tính tới phương án nhờ cơ quan chức năng tạm thời không cho ông này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam cho đến khi giải quyết xong các tranh chấp hợp đồng. Trước sự việc này, đại diện của Thu Minh cho hay vợ chồng ca sĩ sẽ chính thức gặp gỡ báo chí trong thời gian tới để cung cấp thông tin chính thức. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Các sản phẩm của công ty được lưu trữ tại showroom ở Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty cũng có những người quản lý bán buôn, người phối hợp bán hàng và hậu cần từ kho tọa lạc tại Ireland và miền Nam nước Anh. Khách hàng của Global Home có thể lựa chọn sản phẩm từ hơn 20 bộ sưu tập hoàn chỉnh của công ty tại kho rộng 32.000 m2 tại thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất. Hai kho hàng ở Ireland và Anh có kích thước là 15.000 m2. Cũng theo website của công ty, các đơn hàng có thể được lập thông qua hệ thống trực tuyến và sẽ được xác nhận đơn hàng chỉ trong vòng 60 giây. Việc giao hàng sẽ được tiến hành trong vòng 7 ngày làm việc, đơn vị này cam kết. Global Home cũng giới thiệu về cơ hội sở hữu bộ sưu tập đặc quyền đối với khách hàng bằng việc cho phép thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của khách. Có trụ sở tại Việt Nam, các nhà thiết kế của Global Home tiếp xúc hàng ngày với các đồng nghiệp tại những lĩnh vực khác nhau của quá trình sản xuất và nói chuyện trực tiếp với các nhà bán lẻ lớn trong dịch vụ thiết kế 15 năm hoạt động. Tuy nhiên, tìm kiếm thông tin về vị doanh nhân này thì Global Home mà ông làm giám đốc không dễ dàng. Các thông tin có được chủ yếu bằng tiếng Việt gắn với những lần chịu chơi và chịu chi dành cho ca sĩ Thu Minh hơn là hoạt động của ông Otto với vai trò một doanh nhân tại một công ty đa quốc gia. Vợ chồng ca sĩ Thu Minh thu hút sự chú ý của dư luận với những món quà đắt tiền mà vị doanh nhân mua để chiều lòng người đẹp. Những đính hôn gắn kim cương trị giá 300.000 USD, đồng hồ 65.000 USD, nhẫn cưới hơn 6 tỷ đồng trước lễ cưới, xe hơi Mercedes S500 với nội thất làm theo yêu cầu trị giá là 7 tỷ đồng. Năm 2013, vị doanh nhân này còn chia tiền tỷ để Thu Minh làm live show kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát. Hồ sơ Global Home, các thông tin về Global Home và hoạt động của ông Otto với tư cách lãnh đạo doanh nghiệp này khá khiêm tốn, chủ yếu trên website của công ty ở các chi nhánh khác nhau. Hiện công ty có trụ sở chính ở Cộng hòa Séc, văn phòng đại diện tại Mỹ, Ireland và Việt Nam. Ra đời năm 2006, Global Home hiện tự nhận là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Việt Nam về đồ gỗ nội thất trong nhà với những sản phẩm thủ công xuất tại cơ sở Việt Nam với chất lượng và giá cả cạnh tranh. Website của công ty cho biết, đơn vị này có một đội ngũ gồm 60 chuyên gia chuyên kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn và mẫu thiết kế. Họ kết hợp với những người thợ thủ công tốt nhất trong ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt Nam để làm nên thành công. Global Home khẳng định công ty là một nhà sản xuất thiết kế gốc ODM, một loại doanh nghiệp thiết kế và sản xuất ra một sản phẩm với những yêu cầu cụ thể của hãng khác rồi gắn nhãn hiệu của hãng khác đó mà tiêu thụ. ODM khác với nhà sản xuất gia công ở chỗ ODM tự thiết kế và thường đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế của mình. Số lượng doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh này càng ngày càng tăng. Một ODM có thể cung ứng sản phẩm cho nhiều hãng sở hữu nhãn hiệu khác nhau. Một hãng sở hữu nhãn hiệu cũng có thể đặt hàng từ nhiều ODM khác nhau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin tức và sau đây là tin bạn đề nghị bị cấm xuất cảnh Thu Minh khoe lịch công tác dày đặc của ông xã tại trời Tây. Tìm kiếm thông tin về ông Otto và Global Home chủ yếu thấy gắn với những lần chịu chơi và chịu chi dành cho ca sĩ Thu Minh hơn là vai trò doanh nhân lớn. Năm 2012, ca sĩ Thu Minh kết hôn với doanh nhân quốc tịch Hà Lan. Người được cô cho biết là ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh, Việt Nam thứ tiếng, Anh, Pháp, Đức, tiệp khắc và Hà Lan.
Chịu Chi và Chịu Chơi. Doanh nhân sinh năm 1957 này hoạt động trong lĩnh vực đồ nội thất và dịch vụ bất động sản tại các thị trường như Anh, Iceland, Cộng hòa Séc và Việt Nam với nhiều công ty mang tên khác nhau. Ông hiện là giám đốc công ty Global Home có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Trước đó, tháng 1 năm 2016, công ty của ông tại Anh bị đóng cửa sau đế riêng biệt. Thị trường chủ yếu của Global Home là châu Âu, Australia và New Zealand. Năm 2013, công ty này bắt đầu mở rộng thị trường tại Mỹ. Hiện công ty đã làm việc với 15 nhà máy ở Việt Nam để cung cấp nội thất phòng ngủ. Giá trị sản phẩm mà công ty vận chuyển là 50 triệu USD mỗi ngày. Tại Việt Nam, công ty hoạt động trong một văn phòng 22 người tại thành phố Hồ Chí Minh và tuyển dụng thêm 25 chuyên gia kiểm soát chất lượng. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Hưng đã chính thức gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp gỗ đã lên tiếng về việc không thanh toán nợ cũng như cách làm của doanh nhân Otto. Đến nay, vợ chồng ca sĩ Thu Minh chưa chính thức thông tin về những cáo buộc nói trên. Tiếp theo, mà đề nghị bị cấm xuất cảnh, Thu Minh khoe lịch công tác dày đặc của ông xã tại Trời Tây. Nếu như lần trước Thu Minh bình tĩnh tự tin xuất hiện trước ống kính trả lời truyền thông sau khi thông tin tố cáo sống ảo lừa đảo phải trốn chui trốn lụi được hé lộ, thì lần này nữ ca sĩ lại đàng hoàng chia sẻ khoảnh khắc tiễn ông xã tại sân bay chuẩn bị xuất ngoại.